Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về cái phân một cái loại phân trùn quế nữa. Cái này lâu lắm em không dám nhập rồi bởi vì lý do là một số người sản xuất nó tệ quá cho nên là em không dám nhập nữa. Hôm nay mới tìm được cái ông ấy làm được hàng chuẩn, là lấy từ nguyên liệu luôn từ cái trại nuôi giun ấy. Cái phân này thì thực ra nếu mà cách thử thì đơn giản lắm các bác. Như em đợt trước em cho ngâm với nước, thấy bắt đầu là sau một thời gian nó tan ra, thế là nó toàn có cả đá vào. Nhưng cái phân này em đã thử ngâm và bóp ra, thấy hoàn toàn là đúng là mùn của phân dê, phân chuồn quế luôn. Chính vì vậy mà em rất là yên tâm các bác. Mà nó cũng nhẹ hơn cái đợt trước. Đây, cái này đã được phơi khô rồi. Đấy, tất cả nó đều ok hết các bác nhé. Đấy, phân chuồn quế em bán là 25.000 một cân. Đấy, phân chuồn quế nhé. Đây là phân hữu cơ rất tốt cho lan, tuy nhiên phải chọn đúng cái nguồn hàng, nó phải chuẩn các bạn, vì là nếu không người ta cứ trộn linh tinh vào, người ta cũng đùn ép ra nó cũng thành hình này. Ngay cả đơn giản như phân cá thì nó khác, phân cá nó mùi lồng hơn, nhưng mà ép ra nó cũng thành như này, nó rất giống nhau. Cho máy ép thì cái gì nó cũng như thế như nhau hết. Tuy nhiên là để tìm được cái nguồn phân chuẩn chất lượng mà các bác có thể thử bằng cách về ngâm với nước qua một ít. Nếu mà nó tan ra là nó là phân thì là được, còn nếu không nó tan ra toàn đất với cát là toàn đất là không được, hoặc là toàn đá thì là không được. Đấy, phân này em đã được thử và ok lắm rồi. Phân chuồn quế 25.000 cân. Còn phân cá này là 35.000 cân. Cá em bóc vào cái túi này. Các loại vật tư như là vỏ thông số 1 này, 10.000 này. Số 2 3 4 là 12.000, em vẫn cung cấp đầy đủ các bác nhé. Đấy, vỏ thông phân trì là 120.000 cân. Còn kích kỳ xanh là 45.000, kích kỳ đỏ là 55.000. Đây có cả Super Time với N3M các bác nhé. N3M 15.000. Đấy, N3M 15.000. Phân B1 Mỹ này là 35.000 lọ to. Ở đây có cả Humic nữa. Phân bón lá. Đây là những dòng phân hữu cơ. Còn phân dê là 15.000 một cân. Còn cái loại đóng túi này là 2.000, túi 20 phân là 2.000. Túi 30 phân là 3.000. Đấy. Vật tư em tương đối nhiều và đầy đủ. Hôm nay hàng em vẫn có thêm Hawaii trắng. Hawaii trắng hàng một thân dài này đang nụ, em bán là 150 một thân. À, một chậu. Có những chậu hai thân nhưng mà nó cũng không được đẹp lắm, hai thân không được đẹp lắm. Một thân thì nó đẹp. Một thân thì nó dài đẹp. Đây là Hawaii trắng xưa. Nên nụ con này. Còn cát Vua Cương Sơn thì em bán là 200 một chậu. Đây là hoa của Vua Cương Sơn, nhà còn mỗi bông này ra hoa thôi. Còn mấy hôm trước vừa hàng về lụ thì em bán hết rồi các bác rồi. Đây, Vua Cương Sơn. Đây, Vua Cương Sơn này rất nhiều thân thì có này. Một chậu nó phải được khoảng 5-6 thân vào đây. Mùa xuân dễ nó ra, nó tu tủa luôn. Đấy, một chậu Vua Cương Sơn này giá chỉ có 200 thôi. Các bác về có thể tách ra làm 3-4 chậu nữa được. Còn bên này là đen rô màu, một trong những đồng lan rẻ nhất hiện thị trường hiện nay là đen rô màu, giá của nó chỉ có 40.000 một chậu. Đấy, rất là rẻ. Còn trồn trắng là 100 một chậu, nên bán thêm cái đen rô nắng bò vàng này em bán là 65.000 một cây. Đang chờ mấy hôm nữa nó hoa lở cho các bác xem. Vũ nữ vàng chanh thì em bán là 150.000 một khóm, to đùng như này. Đấy, một khóm vũ nữ vàng chanh to như này, giá chỉ có 150. Cái này được trồng bằng giống cù lần các bạn. Cái này trồng tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Còn bên này là có mấy chậu vàng Tây Linh này. Đấy, vàng Tây Linh chậu này là 2.500.000 này. Chậu 3 thân này 2.500.000 này. Còn có một chậu này 2.000.000. Mấy chậu này đều thuần hết rồi các bạn. Này, tí cắt lá đi. Đấy, có về làm giống là ok lắm. Này, cỏ mộc tùm lum hết rồi. Bên ngoài này thì em vẫn có vàng cánh bầu Hải Phòng, em bán là 300 một thân. Đấy, em bác lấy thân này em tách ra 300 một thân. Vàng cánh bầu Hải Phòng nó dễ đẻ lắm, mà đẻ khỏe lắm, loại này khiếp lắm. Đây em có một chậu vị hoàng to này, 5 thân này. Đấy, chậu này em mang về em làm giống. Đấy, cây kiếm vị hoàng trông nó như này các bác này. Toàn thân tơ đây.
thân già em tách ra riêng để trồng. Đây, thân già tách ra riêng để trồng. Chậu này em bán, chậu này bác mua là 6,5 triệu, đấy là lấy cả chậu nhé. Còn kiếm đài gieo hạt, kiếm đài gieo hạt thì em bán là 150 một chậu. Đây đèn rô lắng bò vàng cũng chuẩn bị có lụ này. Đấy. Còn đây là đèn rô nắng 4N, đây là hoa của 4N, đây nụ của 4N nó chưa ra hoa đâu. 4N là hàng cũng là hàng Việt Nam trồng đây. Hàng Việt Nam thì thường thường có quả dừa và một cái chậu đen sản xuất như này. Còn hàng Thái thì thường thường nó có một cái quả dừa nhỏ hơn và một cái chậu cũng nhỏ hơn và có nhiều lỗ hơn. Đèn rô lắng 4N em bán 65.000. Bên này là các dòng xanh Thái này, semi lưỡi hồng, những cái này là nó lẻ lẻ, thế này em tách ra em trồng. Đấy. Em cũng trồng được khá nhiều giống đấy. Cái này từ dần cuối năm là nó lại đẻ ra nhiều, nhưng mà chắc là em không giữ được cuối năm. Thường thường em ai mua là em bán mà. Đây là 5 cánh trắng họng hồng. Hàng đang bắt đầu nhú lụ này, 150 một chậu. 5 cánh trắng họng hồng, một cái dòng loại này lở ra nhìn đẹp lắm các bạn. Các lúc nào lở ra thì nhìn nó mới thấy nó chất lượng thế nào. Còn châm rồng đỏ, châm rồng đỏ hai thân đang nụ, hai thân đang nụ này em bán là 200. Cái này em trồng từ năm ngoái rồi, năm nay bắt đầu phát triển cây lên rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu là mầm nó ra. Châm rồng đỏ là 200. Còn bên này có cây Ken Barbie. Ken Barbie em bán là 120. Cái nó bi ra để xem lở ra, mới nó trầm hay là cái điệp luôn. Đấy, cát mili nhà em lở đây. Cát mili vẫn 120 quá nhé. Đấy. Còn cát đại, cát đại giờ tầm giờ mầm nó mọc dã man lắm. Cát đại em bán là 100. Có khi đợt trước nếu mà nó đẻ ra nhiều quá thì giá nó lại tăng đấy các bạn. Còn đây là phi điệp Lào, 100 một chậu. Bên này còn mấy chậu vị hoàng. Đây một chậu 3 triệu này. Chậu này là 2 triệu 8 đấy. Đấy, chậu 2 triệu 8 đây. Chậu này 3 triệu đấy, em chuẩn bị hàng này chỉ còn 3 triệu này thôi. 3 triệu thân bản lá rất là to, đẹp. Bên trong này là trầm cửu long đang có lụ. Cửu long này thì em bán là 350 một chậu. Thân của nó to có thể đạt đến bằng ngón tay cơ. Cửu long này thì nó chưa to lắm nhưng mà thế này cũng ác rồi. 350 một chậu. Đấy, một chậu như này là 350 này. Bên trong này vẫn là kiếm phan chí gieo hạt. Hàng của Việt Nam đây. Phan chí gieo hạt Việt Nam em bán là 100 một chậu. Còn xanh Huế cũng của Việt Nam luôn, là 100 một chậu. Các bác để ý là những cái cốc mà em bán là mấy vỏ thông mấy giá thể này thường thường là không giống ai đâu. Vì thực ra thì cái này là hàng Việt Nam thì em được những cái nhà vườn nó đặt, gần như họ độc quyền phân phối cho em ấy, để em bán. Chứ không phải là hàng Thái, bởi vì công nghệ của Việt Nam nó rất là nghèo làn và lạc hậu. Nhất là cái nhà vườn ấy thì không thể trồng đẹp bằng bên Thái và chuyên nghiệp như bên Thái là kẹp quả dừa vào và để trồng lên được. Chỉ có điều là giống này là giống chuẩn thôi. Còn công nghệ để mà Việt Nam làm mà cũng có vài 30.000 cốc thì ở Việt Nam nhà vườn họ không làm đâu. Vì công nghệ họ không thể bằng bên họ được. Nếu mà làm là lỗ thì họ không bán ra đấy. Đai Châu, Đai Châu thì em vẫn bán là 150 thôi. Có bác mua cả cái chậu này thả vào một cái chậu to hơn. Thả cả một cái chậu to hơn là cứ thế là đợi ra hoa thôi các bạn. Châu là thuộc loại dễ chăm và dễ trồng nhất trong các loại. Chỉ sợ nhất là cái mùa bị cái con ruồi nó chích vào là lá xong nó làm bị thối nhút đấy. Đây, châm rồng đỏ đây. Châm rồng đỏ em bán là 160 một chậu. Đấy. 160.000 một chậu châm rồng đỏ này. Đấy. Mấy nữa nở lúc có nụ nó cái châm rồng đỏ hoa đỏ chót rồi. Đây cũng có trầm rồng đỏ nhưng mà cây này hai mầm. Cốc bé phải là hai mầm. Mùa này thì các bác mua lan thì tiện ở cái là bây giờ từ ví dụ như trăm cái này tầm 2 tháng sau thì cái cây này nó dài lắm rồi này. Đấy. Thì có thân mới, còn cái thân này có thể ươm ki được. Đấy, cho nên mùa này nếu mà mua lan là em thấy là ok. Trầm rồng đỏ 160. Đây là các cái giống gieo hạt cây nó còn nhỏ em chưa xuất ra được. Đấy. Nó kiểu như nó ra chai được khoảng hơn tháng ấy. Em sẽ chăm sóc xong rồi là bón phân bón lá các thứ. Đây có phan chí này. Còn đây là xanh Huế với Quảng Bình. Đấy. Chăm nó lớn lớn lên rồi bán cho các bác thì yên tâm hơn. Còn những cây kia là đủ tuổi bán này. Đủ tuổi xuất bán này.
Hoàng nhạn này thì 130 một cây. Đây trong này vẫn còn một đống cái, trong này còn một lô cái này. Cây này. Đấy. Còn trầm biên vàng, trầm biên vàng thì em bán là 160 một chậu. Loại này thì nó hơi đắt tí. Trầm biên vàng đắt lắm. Rồi em cảm ơn các bác. Có lấy hàng gì đây em nhé.